Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách khắc nghiệt, đó là thử thách sống ở trong căn phòng băng, căn phòng độc, căn phòng lửa. Thử thách này rất là khó nha các bạn nha. Căn phòng độc tức là trong cái phòng đấy sẽ phải ngửi một cái mùi rất là kinh khủng. Đó. Căn phòng băng tức là xung quanh căn phòng đấy toàn là băng thôi, rất là lạnh lẽo. Và căn hàng nửa thì rất là nóng. Bây giờ chúng tôi sẽ chọn phòng nha các bạn nha. Sẽ quay vòng tròn này, quay random. Ai trúng cái phòng nào thì người đấy phải chịu. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ai quay bây giờ? Cho hai chúng mày quay, còn phòng cuối là phòng của anh. Rồi ok, tôi mới sáng sẽ quay. Anh quay trước đi. Phòng của tôi là phòng gì đấy? Chết anh Dưỡng ơi. Phòng độc nó rất là kinh khủng các bạn ạ, một thứ mùi cực kỳ kinh khủng luôn, không ngờ trong phòng độc sẽ chết. Băng. Ôi trời, mình làm phòng lửa. Băng. Vậy là sáng nay xu là phòng băng và anh Côn sẽ là phòng lửa. Bây giờ tôi sẽ phổ biến quy định của thử thách, tức là ba anh em mình sẽ phải ở trong ba căn phòng. Ai là người chịu đựng ở trong đấy lâu nhất là người đó sẽ chiến thắng. Người ra trước là sẽ thua. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Sẵn sàng? Sẵn sàng. Let's go. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện thử thách nha các bạn nha. Bây giờ anh Côn sẽ bước vào căn phòng của anh Côn đi. Căn phòng lửa đi. Đây, căn phòng lửa của anh Côn đây. À, anh Côn chui vào đi. Ui, mới mở lắp ra mà nóng thế. Cái này giống cái hầm hơn như cái phòng gì. Lóng lóng bà cố luôn. Chui đi anh. Ui, nóng thế, mới vào cái mà là nóng lóng này. Là không biết mình chịu được bao nhiêu phút ta. Nóng lắm. Có nóng không anh? Nóng lắm gì, ba quạt này, cái hầm này. Nhưng mà nếu mà nóng quá thì phải chịu thua nha. Không phải cố quá là thành ấy đấy này. Anh Côn mới vào đấy. Mới mồi. Đấy là chưa đậy lắp đấy, chắc còn đậy lắp là như vậy. Đây, đậy lắp vào đây, đó, ở trong đấy nha. Bây giờ sáng Su sẽ vào phòng băng nha các bạn nha. Su vào đi em. Mới vào mát lắm. Căn bản ở ngoài trời đang nắng to này. Đấy, vào trong này mát sướng. Không biết bây giờ thì thấy mát, không biết nhưng mà không biết chốc nữa thì thế nào. Sướng lắm, mát thế. Đóng cửa phòng băng lại. Yeah. Đây là phòng độc nha các bạn nha, tôi sẽ vào. Mới bước vào thôi mà mùi sặc lên kinh thế. Ôi, cái mùi cá tanh quá. Không sao, tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Tôi sẽ chiến thắng. Mục tiêu tôi là ngồi trong đây một tiếng mà không biết có thực hiện được không, vì trong đây nó là rất nóng các bạn. Ngồi một tí toát hết mồ hôi rồi các bạn. Đây làm thử thách cái này gặp đúng ở ngày trời nắng luôn. Ngoài trời giờ chắc tầm 36 độ, còn trong đây có 3 quạt sưởi không biết lên đến bao nhiêu độ. Mà cũng được một lúc rồi đấy, chả biết bao nhiêu phút mà thấy bắt đầu lạnh lạnh rồi đấy. Tôi cảm thấy lạnh lạnh rồi các bạn ạ. Cái mùi trong căn phòng này quá kinh khủng luôn, gọi là kinh khủng, kinh khủng khiếp luôn. Chắc bê tôi phải từ đây tôi phải bịt mũi thở mồm, không thể chịu được các bạn ạ. Ở trong căn phòng này 1-2 tiếng chắc là ra ngoài chắc là ngất ngây luôn. Ngất luôn đấy, căn phòng mùi ấy, kinh thế. Bây giờ tôi sẽ không nói nữa. Nói nhiều mất sức, lại còn hít phải nhiều cái hơi này rồi. Không nói nữa. Giờ cái phòng của mày mùi thơm không? Mùi kinh thơm anh ơi. Sao tưởng thơm lắm mà? Hơn thôi, càng mùi đấy. Review cho các bạn cái phòng của tôi. Cái phòng của tôi là một cái bể chứa nước của bà nội tôi rất lâu rồi. Trên là cái mái vòm này. Bể chứa nước là bà tôi xây từ năm 90 mấy á.
Phải rất là mà giận lâu rồi, không xài, là bà tôi không xài dùng đến bể rồi. À, ba cái quạt sợi các bạn nhìn đấy, rất lắm. Quá trời lắm luôn. Mục tiêu ban đầu của tôi là sẽ ngồi trong đây một tiếng mà không biết có thực hiện được không. Phòng tôi thì không có gì ngoài đá, đá. Toàn đá thôi, mát lắm. Ngoài trời đang nóng, trong này sướng. Tôi may mắn bốc ngay cái phòng băng mát rượi. Thích. Phùi quá. Anh con chịu thua đi. Phòng này em thoải mái lắm, anh chịu thua đi. Phòng này em ở đến 3 ngày cũng được, anh chịu thua đi. Sáng Giêsu chịu thua đi. Phòng này em ở 4 ngày cũng được. Phòng này anh ở 5 ngày được. Anh ở mấy ngày? 5 ngày. À, em ở 10 ngày. Anh con mới sáng chịu thua đi. Mùi kinh như thế em tưởng anh Dương không chịu được cơ. Vẫn chịu được hả anh? Mày biết Phương Dương Dương là ai không? Dưới là cực nhất. Vừa thùng tôn ấy, vừa để dưới trời lắng lại, vừa có hai thau mùi độc. Một mình anh Dương hiểu như là chịu được hai cái. Đúng rồi. Cái hòm tôn đấy lắng lắm đấy. Đừng có cố nha, cố vừa thôi, cố là... Cố quá là thành quá cố đó. Ờ. Từ nãy tôi toàn hít bằng mồm ấy. Hít thở bằng mồm. Không dám hít thở bằng mũi. Hít thở bằng mũi thì từ nãy ra là tôi không chịu được nữa rồi. Mồ hôi chảy như mưa là các bạn biết rồi. Cái phòng vừa nóng, vừa chật chội, vừa mùi hôi thối. Em lạnh lạnh, buốt chân em đang buốt rồi. Nhưng mà vẫn chịu được, anh Dương ơi. Anh Dương vẫn sống. Thấy không thấy anh trả lời, anh có lại hỏi em. Cố quá anh chịu thua đi. Áo ướt hết rồi, cởi áo ra vắt nước ra. Đi tắm chưa? Lắm quá, người tôi đỏ như con gà trọi này này. Tôi lại mặc áo vào cho nó đỡ nóng. Chứ không mặc áo vào là có khả năng cháy da đấy. Lạnh quá. Chín là cái chắc. Em chắc cứ có khi sắp sửa trắng bạch rồi. Anh Dương chốc đưa ra có khi bốc mùi cả tháng ý. Vậy là 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không ai chịu thua cả. Sáng Điện Xu thì vẫn kiên trì. Anh Côn cũng vẫn kiên trì, không bỏ cuộc. Cố gắng đợi thêm vài tiếng nữa xem có ai bỏ cuộc không. Không, tôi cũng bỏ cuộc. Là đùa đâu, không bỏ cuộc. Cố gắng. Tôi phải hít thở bằng mồm, là các bạn biết là bây giờ nó hít thở bằng mồm. Hít thở bằng mồm lâu nó lại thành đau họng các bạn ạ. Mình tưởng mình cứ hít này. Nên bây giờ lại thành đau họng các bạn ạ. Cứ nhìn xuống đống cá mới đống mắm tôm này lại buồn nôn các bạn. Sợ vãi. Không sao, cố gắng. Tất cả phải cố gắng, làm cái gì cũng thế. Có cố gắng thì mới có thành công. Cố gắng, kiên trì.
thể tưởng tượng ra trong phòng này ba quạt xả và lại cái bóng đèn lại đậy lắp vào, các bạn thử tưởng tượng ra. Tôi chịu hết lỗi rồi, thật ra là tôi chóng hết mặt rồi, rồi tôi chịu thua rồi. Hai thằng này lì quá, tôi chịu thua, tôi ra rồi. Người tôi đây, quần áo này, người đỏ như con gà trọi. Phòng băng đây có vẻ dễ chịu nhất, phòng độc đây có vẻ khó chịu nhất, vì nó nằm trong cái hòm tôn mà lại ở giữa trời lắng trong đấy lại có hai cái loại mùi hôi, một cái mùi mắm tôm và một cái mùi thau cá chết, rất là mùi. Mà công nhận hai thằng này nó chịu đựng giỏi, là tôi chịu thua. Tôi giờ ra tôi hoa hết mắt, tôi vào bóng mát tôi ngồi đây, tôi chịu không nổi rồi, tôi kệ hai thằng nó. Cái mùi hôi này thì cũng dễ vượt qua, nhưng mà cái về cái nhiệt độ nóng ấy, nó là tác dụng lên cơ thể ấy, thì không thể vượt qua được. Cái kiểu như là nó nóng quá, nó bỏng da, bỏng rụp da, rụp tay, rồi mất nước chẳng hạn. Nên nó tóm lại là cái phòng nóng của anh Côn là nguy hiểm nhất, anh Côn đã chịu thua rồi. Thì bây giờ còn tôi mới sang lên xu. Lạnh quá, bây giờ tôi buốt hết chân rồi, chân như sắp sửa mất cảm giác rồi các bạn ạ. Ôi, sắp không chịu được nữa rồi. Đang cố gắng để đại anh Dưỡng thua mà mãi không thấy anh Dưỡng đâu thua đây. Anh Dưỡng kiểu như chắc ở trong đấy quen mùi rồi, thành ra hết khó chịu với sao ấy. Anh Dưỡng ơi, phải ở trong đấy quen mùi rồi không? Anh không ngửi mùi gì cả, anh thở bằng mồm. Đấy, vì thế mới chịu được lâu đến thế. Nếu mà anh thở bằng mũi thì anh ra từ lâu rồi. Anh thở bằng mồm, bây giờ mồm đau hết họng luôn. Cổ họng bây giờ rất đau rồi, nhưng mà không sao, anh cố gắng đấy. Không, nếu anh thở bằng mũi thì anh ra ngay từ phút đầu tiên anh đi vào đây rồi em ạ. Vừa mỏi, vừa đói. Đến bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi, nhưng mà chưa được ăn cơm trưa, đói dã man. Bụng bây giờ sôi ngục ngục, đói. Kiểu như sắp lải luôn đấy các bạn ạ. Ngồi một tư thế lâu ấy, bây giờ rất là mỏi các bạn ạ. Mỏi đau hết người luôn. Ai ơi. Ôi các bạn ơi, chắc tôi không chịu được nữa rồi. Thôi ra đây thôi. Không làm được sách nữa, tôi ra thôi. Ôi chị thua rồi, Tôi thắng rồi. Ôi choáng váng luôn, chóng mặt luôn. Chịu giỏi ghê, trong đây các bạn nắng hơn là tôi nữa. Mồ hôi chảy ướt hết áo luôn này, các bạn biết nóng, vừa nóng vừa thôi thối. Ôi chóng mặt. Chóng mặt luôn ấy. Thau mắm tôm một thau cá thối. Quá khủng khiếp luôn, nó dậy ra đây mở cửa sáng. Ôi, chân rồi. Sáng này táng đinh, vòng táng đinh à. Cái chỗ sáng phải phải bỏ ra cho đinh ra sáng. Lạnh như ơi, ra ngoài ấm thế. Ôi, người rắn chu lạnh ngắt này, người rắn như lạnh ngắt này. Giải 3 bước 11 nhận giải, giải 2 bước 11 nhận giải và giải nhất bước 11 nhận giải. Vậy là kết thúc thử thách khắc nghiệt. Nếu mọi người thấy clip của chúng tôi hay, cho chúng tôi một like, một đăng ký và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.